chuyện lấy lòng người ta, ngoài sự thiên vị. Anh không biết tại sao ba lại đối xử với nó như vậy. Chuyện của nữ đời trước có ba cho con anh để sau này được nghiên cứu. Bây giờ quan trọng nhất là giải quyết được người nợ ở chỗ nào. Tử nhân và tử ni cũng không thể sống với hai chúng ta suốt cả đời. Huống chi tụi trẻ gây gỗ với nhau, sau khi ngủ một giấc sẽ quên hết thôi. Em cũng nghĩ như vậy. Em chỉ lo là thằng lớn nó lại khiêu khích mấy đứa nhỏ, không biết phải làm thế nào thôi. Thằng Tráng nó thông minh, nó biết tự sắp xếp. Tình thông minh mà tâm cao khí ngạo, lúc đầu đắc ý rồi sanh ra xem thường mọi người. Sau này là gì phải làm, con về bến trước. Công chuyện thì nha. 9 giờ Hồng Mã đấu với xe con. Chưa dù không muốn xem đá banh cũng phải xin phép ông nội trước chứ. Nói vậy nếu ông nội không cho, tức là không được coi hả? Tuyệt đối không được. Mọi người cứ từ từ xem đi, ba phải đi về tắm hả? Mai về tắm hả? Tạm biệt con tiễn ba. Ngày mai gặp. How do you report? I'm gonna report people from now on who wait at the last second. Aries, really? Bacchus! Odin! Ao Kong, oh man. Ao Kong and Aries are the guy I need to watch out for. Almost. One. Nope.